Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series video 360 do Canon Việt Nam phối hợp cùng với Móc Nguyễn thực hiện. Số lần này thì Móc sẽ quay trở lại công việc yêu thích của mình, đó chính là công việc dựng phim, và giới thiệu cho các bạn một số những cái plugin hữu ích mà Móc thường dùng trong công việc dựng phim của mình, đặc biệt là trên phần mềm Final Cut. Ok, hãy cùng bắt đầu nha. Plugin đầu tiên mà Móc Nguyễn muốn giới thiệu với mọi người không có gì khác ngoài phần mềm chỉnh màu. Đây là một trong những công đoạn chiếm nhiều thời gian nhất ở trong công việc hậu kỳ. Và một trong những phần mềm mà mình yêu thích đó chính là Color Final. Mới vừa ngày hôm qua thôi là Color Final đã cập nhật lên phiên bản 2, version 2.0. Và version này có rất là nhiều những cái điểm mới. Do đó cho nên là sẵn đây thì mình cũng muốn giới thiệu với tất cả mọi người luôn. Mọi người hãy truy cập vào trang web colorfinel.com và xem cái phần video clip trailer giới thiệu về cái plugin 2.0 nó có những cái điểm gì mới. Thì theo như Mắt Nguyễn thấy là nó có rất là nhiều những cái chức năng mới, cũng như là cải thiện được rất là nhiều những cái tính năng cũ, giúp cho cái công việc chỉnh màu trở nên dễ dàng hơn, cũng như là các bạn có thể làm được nhiều hơn. Color Final là một trong những plugin mà Mắt Nguyễn nghĩ là mọi người nên trang bị cho phần mềm Final Cut của mình, bởi vì cái quá trình sử dụng khá là nhanh, cái thiết kế cũng khá là dễ dùng, và đặc biệt là có những tính năng rất mạnh. Như là cái phiên bản 2.0 này thì Móc thấy là nó có thêm một số những cái phần như là tracking, rồi nó có thêm những cái phần như là group, những cái phần layer chỉnh màu lại, và một số những cái tính năng cao cấp khác. Mọi người có thể tải về phiên bản dùng thử ở trên trang web của Color Final và xem thử là nó có phù hợp với công việc của mình hay không trước khi quyết định mua ha. Thì đối với Móc thì có rất là nhiều những phần mềm chỉnh màu khác nhau mà Móc đã dùng, kể cả phần mềm chỉnh màu có sẵn của Final Cut cũng như là một số những cái plugin khác, thì Color Final là một trong những plugin chỉnh màu mà Móc Nguyễn đánh giá cao nhất. Và plugin thứ hai đó chính là một trong những plugin chỉnh màu phim mà Móc Nguyễn cực kỳ thích, đó chính là Film Convert. Và Film Convert là một trong những plugin mà Móc Nguyễn cực kỳ yêu thích và thường xuyên dùng để cho những dự án mà nó mang tính chất màu phim. Thì cách sử dụng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mở cái plugin lên, sau đó các bạn chọn camera các bạn quay. Ví dụ như là mình có thể quay bằng USR, mình có thể quay bằng 1DX Mark II, C200 hoặc là 5D. Và sau đó chúng ta chọn cái màu phim mà chúng ta muốn chuyển cái video đó thành. Plugin thứ ba mà Móc Nguyễn muốn giới thiệu với mọi người đó chính là một trong những plugin giúp cho chúng ta giải quyết những cái video mà bị rung. Trong quá trình quay phim chúng ta không thể tránh khỏi những video bị rung, do đó là chúng ta phải dùng những cái phần mềm Stabilize để mà chúng ta ổn định lại hình ảnh. Thì một trong những plugin tốt nhất để làm chuyện đó chính là plugin Lock and Load X trên trang web này. Và như các bạn thấy thì Móc Nguyễn đang sử dụng cái phần mềm này, và phải nói là cái thời gian để mà nó chạy analyze cái footage rất là nhanh. Có điều đó có nghĩa là sao? Ví dụ như các cái phần mềm chống rung, khi các bạn analyze footage thì nó sẽ chạy rất là lâu để cho ra một cái kết quả. Nhưng mà đối với cái Lock and Load này thì cái tốc độ thời gian chạy rất là nhanh. Một điểm lưu ý là bản thân phần mềm Final Cut Pro X đã có sẵn chức năng Stabilize Footage rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ không có thể nào tốt bằng một cái phần mềm plugin mà chuyên dùng để chống rung được. Do đó cho nên là mình khuyên các bạn là hãy sử dụng một cái phần mềm plugin chống rung thực sự chuyên nghiệp như là Lock and Load. Plugin tiếp theo mà Móc muốn giới thiệu với mọi người đó chính là bộ plugin của Red Giant, một công ty cũng khá là lớn trong lĩnh vực làm về plugin. Thì chắc chắn tất cả những các bạn nào đã dựng phim qua Premiere thì không xa lạ gì đối với phần mềm của Red Giant. Thì Red Giant cũng có phát triển rất là nhiều phần mềm ở trên Final Cut, điển hình như là những cái bộ về làm da Cosmo, hoặc là những cái bộ mà Colorista dùng để chỉnh màu. Ngoài ra thì còn rất rất nhiều những phần mềm khác, các bạn có thể vào trang web của Red Giant để tìm hiểu và tải bản dùng thử về để xem thử là phần mềm nào phù hợp với mình. Thì tất cả những cái phần mềm ở trong cái bộ Red Giant là mình đánh giá rất là cao về mặt chất lượng. Và một trong những cái phần mềm mà mình dùng nhiều nhất ở trong cái bộ Red Giant đó là cái Pluralize, dùng để sync tất cả những cái file video, hình ảnh, âm thanh lại với nhau. Khi các bạn quay bằng nhiều camera thì các bạn cần phải sync nó lại để cho nó khớp với nhau trên cái timeline, thì Pluralize giúp cho các bạn làm chuyện đó. Và một cái phần mềm thứ hai mà mình hay dùng trong cái bộ của Red Giant đó là cái phần mềm Cosmo để làm mịn da.
Đối với những người mà có cái làn da không đẹp hoặc chúng ta cần phải làm mịn cái làn da đó thì hãy dùng phần mềm Cosmo. Hiện tại thì cũng đang có cái chương trình sale off cuối năm giảm 50%, cho nên các bạn hãy thực sự nhanh tay lên website và lựa ngay cái phần mềm yêu thích của mình nha. Và tiếp theo đó chính là một trang web bán rất nhiều những cái plugin và template mang tên là Big Sale Film Studio. Thì mình cũng dùng khá là nhiều cái plugin ở trong cái trang web này. Và các bạn có thể lên cái trang web để xem qua tất cả những cái trailer giới thiệu về từng cái plugin một. Ở đây thì nó có quá nhiều cái plugin và nó có quá nhiều cái chức năng, cho nên mình không thể giới thiệu cụ thể hết được. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là ở đây nó chia khá là cụ thể theo từng mục khác nhau. Ví dụ như những bạn nào mà chuyên làm về effect thì sẽ tìm một effect. Những bạn chuyên làm về mục chữ text thì chọn về cái phần chữ. Transition là chuyển cảnh, hoặc là những cái overlay, những cái hiệu ứng khác thì các bạn có thể vào đây và tìm hiểu từng plugin một. Giá thành các cái plugin trên Pixel Film Studio cũng cực kỳ rẻ, khoảng 20-30 đô, và luôn luôn có những chương trình sale off thường xuyên. Cho nên là mình đánh giá ở đây là một trong những cái trang web bán plugin khá là rẻ và hiệu quả. Và cuối cùng là một trong những nhà cung cấp plugin mà mình cực kỳ yêu thích, và giá thành thì không hề rẻ nhưng mà lại cực kỳ xịn và cực kỳ hiện đại. Đó chính là Motion VFX. Cái plugin trên Final Cut ở đây thì cực kỳ cao cấp và rất là đẹp. Các bạn có thể tìm hiểu qua những cái hiệu ứng về chữ, về lút màu, hoặc là làm 3D, hoặc là chuyển cảnh, rất nhiều những cái công cụ khác phục vụ cho những cái bạn mà làm video sáng tạo. Giá thành của các plugin của Motion VFX thì không hề rẻ. Các bạn phải chọn lựa khá kỹ những cái plugin nào thực sự cần để mua. Ok, và đó là tất cả những cái trang web mà bán plugin hay nhất mà Móc Nguyễn muốn recommend cho mọi người. Các bạn thích plugin nào thì hãy cho nếu các bạn thích plugin nào thì hãy comment cho Móc Nguyễn biết. Hoặc là nếu các bạn quan tâm tới những cái plugin nào đó khác phục vụ cho công việc của mình thì hãy comment hoặc để lại tin nhắn cho fanpage Canon Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số lần sau.